đơn giản là chia sẻ với bạn vẻ đẹp thông qua bức ảnh, thước phim, trái tim và em. Nói là không muốn gặp anh nữa, chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa. Sao ăn rồi thì có hấp ăn chưa? Nếu rồi thì đã nhớ anh chưa? Dù có bị ngăn cách cũng là duy nhất thôi. Dù cả hai bị chia cách đi nữa thì trái tim của họ cũng kết nối với nhau, bởi vì họ luôn luôn tin tưởng nhau. Hồng trần lầm đi vạn trang kinh, chẳng mong sẽ không nhòa đi, và có lẽ trăm năm ta chẳng thấy nàng. Từ ngày hoa khai chờ mong ai, bần tăng không còn gò mó, đường về tới chùa này vắng một người. Better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. But for now, I send my thanks and warmest good wishes to you all. Dòng người bên em trong những đêm mơ tuần rời, anh bỗng thấy cuộc đời xanh hơn. Và tình yêu lăn nhanh như thoi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa. Đưa em đến vùng trời yêu thương. Ngày ngày bên em yêu em thương em chỉ vậy thôi. Nụ cười anh đã hết lòng, ngày mai em lấy chồng. Rồi xa hoa phá hồng, riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong. Nhìn em xa cuối trời, phiền anh không bên. Shape the lives of her two sons. I give thanks that I was lucky enough to be her son and that I got to know her for 15 years that I did. She set us up really well. She gave us the right tools and was prepared as well for life in the best way she could, not obviously knowing what was going to happen. You know, like, of course, as a son, I would say that she's the best mom in the world. Quá ba tiêu, rất là vui.